Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 21 tháng 4 anh em. Rồi buổi trưa hôm nay thì em sẽ xả hàng cho anh em xả hàng dọn kho ha. Rồi cũng gần hết máy rồi anh em, xả hàng dọn kho để chuẩn bị cho lô máy tiếp theo anh em. Rồi hôm nay thì buổi trưa nay thì lên cho anh em những cái lô máy nhỏ nhỏ xinh xinh anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ ha, bao cho anh em giật hơi tốt nè, đầy đủ đồ, đầu bò trứng kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành ha. Rồi em vô cái lô đầu tiên anh em. Lô số 1 là con Mitsute 170 nha anh em. Con này nó bể cái bình xăng thì em sẽ tặng cho anh em cái bình xăng mới ha. Rồi con số 1 1,3 triệu. Cái đầu bò của nó là đầu bò xoay anh em, đầu bò xoay lên xoay xuống được được luôn ha. Rồi con số 1 1,3 triệu Mitsute 170. Con số 2 là con này là con Hitachi đầu nhọn anh em. Hitachi đầu nhọn ha. Con này thì 23cc nòng 32 ly. Con này 500 ngàn anh em, 500 ngàn ha, Hitachi đầu nhọn. Còn con này là con Mitsute 170 anh em, bao đẹp luôn. Con này 1,3 triệu. Còn tiếp theo lô số 3 là cái lô này là TD24 anh em, nòng 32 ly. Tay lái của nó là tay lái dài hết anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 3 anh em. TD24 lô này thì tum của nó là tum gời 260 hết luôn ha. Nội cái bộ cần tum gời thôi là thấy 300-400 ngàn rồi anh em, 350-400 ngàn ha. Rồi cái này 600 ngàn cây anh em, 3 cây 1,8 triệu. 600 ngàn cây. Lô số 3. Lô số 4 là hai con TLE anh em. Mitsu ha, TLE màu vàng bao đẹp luôn anh em. Hai con này là 1,2 triệu cây, hai cây là 2,4 triệu ha. Lô số 4, hai cây 2,4 triệu. Mitsu TLE màu vàng. Tay lái là tay lái dài anh em, có ga bóp hệ luôn ha. Rồi đầu bò chấn kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 4, hai cây 2,4 triệu. Mitsu TLE màu vàng. Rồi lô số 5 là hai con TU anh em. Cái này là Mitsubishi TU tum gời luôn, tay lái là tay lái dài. 26cc nòng 34 ly. Đầu bò chấn kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Đầy đủ đầu bò chấn kẹp dao. Rồi Mitsubishi TU anh em, 26cc nòng 34 ly. Rồi hai cây là 2,9 triệu, 1,450 một cây. Hai cây là 2,9 triệu, lô số 5. Còn đây là TLE màu vàng anh em. 26cc nòng 34 ly ha. Hai cây là 2,4 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 6. Lô số 6 là hai con Magu. Magu này là Magu 23cc anh em, nòng 32 ly ha, hai con màu vàng, siêu đẹp. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi hai cây là 1,8 triệu anh em, 900 ngàn cây. Lô số 6. Lô số 7 là Makita 23. Makita 23 ha, 23cc nòng 32 ly. Tay lái của nó là tay lái dài anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì em bao đầy đủ luôn ha. Makita 23, tay lái dài. Rồi lô này thì 650 ngàn một cây, 3 cây là 1,950. Lô số 7. Lô số 8 là lô này là lô Mitsu TL23 anh em. TL23 ha, 3 cây là 3,450, 1,150 cây ha. Thiếu mão thì em lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Đầy đủ mão anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ luôn. Lô số 8, 3 cây 3,450. Lô số 9 là Mitsu TL20 anh em. TL20 ha, 700 ngàn một cây, 3 cây là 2,1 triệu. Mitsu TL20, 2 cây tum gời và 1 cây tum liền. Cái chế của nó là xài chế gan bên gồ luôn anh em. Tay lái là tay lái dài luôn ha. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn. Lô số 9, 3 cây 2,1 triệu, 700 ngàn một cây. Rồi lô số 10. Lô số 10 là lô này là lô Echo anh em. Echo này là Echo 221 ha. Lô này thì quá đẹp luôn anh em. Quá đẹp luôn, Echo 221. Rồi lô này thì tay lái cũng là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn. Lô số 10, 3 cây 2,1 triệu, 700 ngàn cây. Echo anh em. Echo 221 lô số 10. Rồi Echo 221 anh em, lô số 10 ha, 700 ngàn cây. Makita 23 650 ngàn. Magu 23 anh em. Magu 23 thì nó 8-900 ngàn cây ha. Rồi TL20. TL20 rồi TL23. TL20 thì 700 ngàn, TL23 thì 1,150 ha. Rồi tiếp theo là lô số 11. Rồi lô số 11 và lô số 12 là hai lô Tanaka chữ A anh em. Hai lô này thì bao đẹp luôn ha. Hai lô này thì em xả hàng giá rẻ anh em, 500 ngàn cây ha. Rồi 500 ngàn cây cho anh em luôn. Tanaka chữ A anh em, 500 ngàn cây, bao đẹp. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em, liền lạc luôn nè.
đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi Tanaka chữ A anh em. Lô này 500.000 cây, 6 cây 3 triệu, lô số 11. Lô số 12 thì 500.000 cây anh em. À, 5 cây thì 2 triệu rưỡi ha. 5 cây 2 triệu rưỡi. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn anh em. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. 5 cây 2 triệu rưỡi. 500.000 một cây, Tanaka chữ A. Lô số 13 là lô Magu 26 tum G anh em. Magu tum G ha. Rồi lô này 1.250.000 một cây. 4 cây là 5 triệu anh em, lô số 13. 4 cây 5 triệu, tay lái dài luôn. Đầu bò trứng kẹp thì em bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi Magu 26 tum G, 1.250.000 một cây. 4 cây 5 triệu. Magu 26 tum G anh em. Tanaka chữ A, xả hàng 500.000 một cây. Tanaka chữ A. Rồi lô số 14 là lô này là lô Austin nha anh em. Austin này là 22, 23 và 24 ha, 700.000 cây. 5 cây là 3 triệu rưỡi. Lô này thì tem mát đầy đủ anh em, đầu bò trứng kẹp dao thì bao đầy đủ luôn ha. Lô số 14, 5 cây, 3 triệu rưỡi, 700.000 cây. Lô số 15 là lô Echo xanh nha anh em. Echo xanh ha. 22, 24 và 26 nha anh em, lô này thì lô này thì 600.000 cây anh em, 7 cây là 4 triệu 2 ha. 7 cây 4 triệu 2. Tay lái của nó là tay lái dài hết nha anh em, đầu bò trứng kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi, Echo xanh 600.000 cây, 7 cây 4 triệu 2. Cuối cùng là lô số 16 là lô TH nha anh em. TH là TH 26cc ha, nòng 34 ly. Rồi lô TH này thì 1 triệu rưỡi một cây, 7 cây là 10 triệu 500 ngàn nha. Rồi lô số 16 anh em bao cho anh em đầy đủ đồ ha, mão đồ bô lửa đồ đầy đủ hết nha anh em. Tay lái lô này là em thấy là tay lái dài hết luôn. Đầu bò trứng kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô này là lô TH nha anh em. TH 26cc nòng 34 ly. Lô này 7 cây 10 triệu 500 ngàn. 10 triệu 500 ngàn nha anh em. Rồi TH 26cc nòng 34 ly 10 triệu 500 ngàn. Còn đây là Echo xanh 600.000 một cây. Austin, Austin thì 700.000 một cây anh em. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626585 ha. Rồi xin chào tất cả anh em.